Và một lần nữa thì thật sự chào mừng toàn thể các quý vị khán giả cũng như các bạn đang có mặt tại sân bóng đá công viên thành phố Tam Điệp. Rất nguy hiểm, vâng, ngay Chúng Ozin. Không vào, bóng đợi của dọc. Vâng, như vậy Cương Trần đã có bàn thắng để mở điểm trong ngày hôm nay. Một pha mất bóng nguy hiểm của anh Văn và Chung Ozin. Thực sự Chung Ozin năm nay đang thi đấu rất may trong màu áo của FC Xuân Vĩnh. Hiếu Savi. Rất bất ngờ, như vậy cầu thủ FC IBS đã có bàn thắng để quân bình tỷ số. Đó là một tình huống mà Giang Nam lỗi trong việc chia bóng Đức Sơn. Rất đơn giản, vâng, một pha đệm lòng gọn gàng của hậu vệ Đình. Và tỷ số đã nâng lên là 2-1 cho cầu thủ FC Xuân Vĩnh. Vâng, như vậy đã có bàn thắng quân bình cho các cầu thủ FC IBS, đó là một tình huống hay của Quốc Việt và Mạnh Hưng, rất khéo léo trong tình huống vừa rồi. Vâng, như vậy đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Chung Ozin đặc biệt nguy hiểm. Chỉ cần để cho Chung Ozin có khoảng trống, gần như có một cơ hội nguy hiểm để biến thành của thủ môn Mạnh Thắng. Vâng, lại một lần. Mạnh Hưng không vào. Đó là Mạnh Hưng đã có bàn thắng cho thủ FC IBS trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Một tình huống dứt điểm hay của Mạnh Hưng, bóng đi sát cột dọc và làm bất ngờ hàng phòng ngự của cầu thủ bên phía FC Xuân Vĩnh. Không được.
được rồi. Nam đi nợ không phải, đó là Nam Lukaku. Phải không? Không thể có tình huống. Không được. Không. Bên. Đúng rồi bên. Không được. Lukaku. Hậu quyết định. Nam Lukaku. Quốc Việt. Không vào. Quốc Việt. Chú Savi. Quốc Việt. Vâng, như vậy đã có bàn thắng dành cho cầu thủ Ai Biết. Quốc Việt là người đã nâng tỷ số lên 4-3. Chiến kề đang là những cầu thủ là những người buồn nhất ở trên sân.